có mời nó khơi mà chắc bị thăm mà. Thôi cho đây áo phì áo khứa. À, đi, áo ăn phải không? Cái gì áo phì áo khứa? Nào cao làm trước. Bắt đầu rồi. Đây là nướng thịt anh em nhá. Đâu có quay tao à? Để đang quay đấy. Đúng. Chỗ này kêu giòn thật. Thịt nướng hấp dẫn chưa các bạn ơi? Thịt nướng kìa. Đứng đây là vất vả đấy nhỉ, mồ hôi khiếp. Mớ người mớ lợn. Nướng ít đó, nướng thịt mà. Đây là món phở cuốn này. Măng cuốn. Cái này là măng rồi, măng cuốn đấy chú. Đấy chú. Măng nhồi, nó nhồi chứ này măng cuốn chứ bộ. Thank you.
Đấy em ơi. Ủa đâu ra vậy? Bao nhiêu nó lắc quanh quanh là khác rồi.